Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong khuôn khổ video này thì bên em vừa về một chiếc Toyota Rush. Em xin giới thiệu về cái màu gọi là dân gian thì gọi là màu bã trầu, và theo mẫu mã màu của nhà sản xuất thì là màu R54. Thì xe thì mới từ cảng về nên vẫn dàn những cái miếng bảo vệ khi ra cảng biển. Em sẽ quay chi tiết về đầu xe. Đầu xe thì được trang bị đèn full LED rồi ạ. La răng phay xước. Có kích thước là 17 inch. Xe được dẫn động cầu sau nên là khi mình tải nặng hay là mình lên dốc thì xe nó được phát huy tối đa về công năng sử dụng so với những cái xe dẫn động cầu trước như Xpander. Và đặc biệt cái mức tiêu thụ nhiên liệu của xe rất tiết kiệm, rơi khoảng độ 7,3 lít trên 100 cây. Em sẽ quay phần đuôi xe. Phần đuôi xe thì cũng được trang bị cụm đèn sau full LED và được trang bị cảm biến lùi và có cam lùi. Mình sẽ điểm qua một chút về nội thất. Xe Toyota Rush thì là xe 7 chỗ. Trợ lái đã là được là trợ lái trợ lực điện. Ngoài ra thì màn hình ở phiên bản mới này là đã được trang bị màn hình có bao gồm Apple CarPlay và Android Auto để xuất được video từ YouTube và xem được bản đồ. Ngoài ra thì xe đã được trang bị đèn auto và ngoài ra khi đặt xe thì anh chị sẽ được tặng bộ ghế da, bộ dàn phim cách nhiệt, trải dàn da cam hành trình là những cái trang bị tiêu chuẩn. Xe có 7 chỗ và theo xe zin thì là bộ ghế nỉ, nên nếu anh chị không có nhu cầu lắp ghế da thì em sẽ quy đổi sang tiền mặt. Ở hàng ghế thứ hai thì có được trang bị là điều hòa giàn lạnh thứ hai ở cho hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba, nên ngồi trên xe thì sẽ không lo bị nóng. Và từ cho tất cả các dòng xe của Toyota thì không xe nào bị khách hàng phàn nàn về hệ thống làm mát trên xe, nên là phù hợp với cái thị trường ở Việt Nam. Vừa rồi thì em đã giới thiệu sơ bộ về chiếc xe Toyota Rush và màu cụ thể là màu bã trầu. Thì nếu anh chị nào có thắc mắc về xe hay là có cần báo giá chi tiết tại từng thời điểm và giá phụ kiện thì có thể liên hệ với em qua cái số hotline để trên màn hình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.